mang tai nghe để có trải nghiệm tốt hơn. Ui, âm thanh hay phết đấy chứ. Gì đây, đang ngồi thêu gì đây? Áo cưới giấy phần 3. Xin chào mọi người, hôm nay thì đã ra mắt áo cưới giấy phần 3 rồi. Nhưng mà chắc chắn một điều là tiếng Trung Quốc rồi. Những gì mình chơi ở đây á sẽ là dùng Google dịch nhé mọi người. Nó chỉ đúng khoảng 10% thôi. Ở phần 1 thì chúng ta có một cặp đôi song sinh này. Ở phần 2 thì chúng ta có tiền duyên kiếp trước này. Không biết phần 3 này sẽ là gì nào. Vào chơi thử nhá, let's go. 16 cộng nhá. Ai dưới 16 cộng thì không được chơi. Úi dồi ôi, gì đây? Chúng ta cần đăng nhập mọi người ạ. Mình sẽ để link các cái thành phần đăng nhập, ví dụ như kiểu tên với cả chứng minh thư tào lao bí đao của Trung Quốc ở bên dưới nha các bạn. Đây mình sẽ đăng nhập. Chúng ta sẽ có một cái link có rất nhiều chứng minh thư fake. Ở dưới phần mô tả các bạn có thể xuống đấy click vào và lấy nhá. Let's go. Ok. Chúng ta đang trên một chiếc ô tô đi về một cái làng à? Bị lạc hay sao á? Bị lạc. Ở đây thì mình sẽ tạm gọi cô gái này tên là Jiao nhá. Dịch ra nó là Jiao hay sao mình chẳng biết đâu. Cứ gọi là Jiao nhá mọi người. Có phải anh đã cố tình đi lạc đúng không? Để cho tôi cầm lái đi. Chàng trai thì tên là Sen. Không, không phải vậy, anh không cố ý mà. Quần áo tôi bẩn hết rồi. Như này thì giặt không sạch được đâu. Anh không ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy. Anh xin lỗi. Tất cả là do ông của anh nhá. Đồ ngốc. Ủa là sao nhỉ? Anh thực sự không biết gì cả mà. Rồi, ok. Ui, gặp một cái kiệu hoa. Lại có chuyện gì vậy? Sao anh lại phanh đột ngột như vậy? Anh vừa nhìn thấy một cái kiệu hoa, một cái gì đó trên đường. Lại chuyện gì nữa? Tôi có nhìn thấy cái gì đâu? Anh bị làm sao vậy? Thật đấy, em không nhìn thấy sao? Nó ở ngay trước mặt đấy. Bây giờ thì nó biến mất rồi. Một cái kiệu hoa, một đám cưới. Anh đừng làm tôi sợ chứ. Có lẽ anh đã nhìn nhầm rồi. Xe chúng ta bị mắc kẹt vào hố bùn rồi. Để anh xuống xem. Anh đúng là đồ ngốc. Ở gần đây có một con sông nhỏ. Tôi sẽ xuống đấy để rửa. Không biết có sạch được không đây. Jiao đã một mình tiến về phía con sông. Bây giờ chúng ta phải tính cách cho cái con xe này tiếp tục di chuyển thôi. Đây là game đang hướng dẫn mình. À đây, Jiao đây. Chúng ta ra đây nhặt một cái thanh củi à. À ok. Chúng ta có một cái thanh gỗ để chèn bánh xe á mọi người. Đây, chèn vào đây. Như vậy có vẻ ổn, mình sẽ cố lái xe đi ra ngoài. Ok, nào, vào lái xe phát. Let's go. Được không đây? À, nổ máy à, được rồi. Thoát khỏi được cái vũng lầy rồi mọi người ạ. Cuối cùng thì cũng ra được. Nơi này thật u ám. Nhanh lên Jiao. Mình đang gọi Jiao. Thực ra là gọi là Tong Tong à. Mà thôi tôi gọi là Jiao đi nhá. Jiao, nhanh lên. Jiao không nghe à? Ô. Đây là cái gì? Một chiếc khăn màu đỏ sao? Ui, gì vậy? Tong Tong. Người yêu của mình bị cô áo cái giấy của Zoma bắt đi á. Gì vậy trời? Ủa, là sao nhỉ? Bây giờ thì người yêu của mình quần áo đang sạch sẽ này. À, đây hình như đang nhớ lại. Cái cảnh đầu phim là cái cảnh giới thiệu thôi. Đang nhớ lại cái đoạn mà nói rằng tất cả là do ông nội của anh nhá. Có lẽ chúng ta đang ở nhà ông nội. Đây là loại trà gì thật khó uống. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tại sao anh ấy chưa ra ngoài? À,
Người đàn ông đang dọn dẹp cái căn phòng để đôi nam nữ ở. Tóm lại là vậy. Xíu xuống điện. Một lời nhắc nhở, em đừng nói vậy. Ông nội của anh thì gì đây rất kén chọn và chú trọng các cái phép tắc xã giao. Những người lớn tuổi nếu nghe thấy em nói vậy, họ sẽ không vui đâu. 你们家规矩真多，又不是旧社会大家。 Gia đình của anh có quá nhiều quy tắc, điều đó thật cổ hủ. Rồi xong. Ui dồi ôi, ông nội nghe thấy rồi. Ông nội nghe thấy ho dằn mặt rồi. Xong rồi. Ai ye, Ông nội. ta chính là người bạn Tòng Tòng. Tòng Tòng, đây là ai ye? Hình như là bây giờ mình sẽ phải gọi là Tong Tong hay sao các bạn ạ? Thôi cứ gọi là Giao mới xem đi. Tong Tong, đây là ông nội của anh. Ai ye ye hả? Dạ, con chào ông. Sổ nạ trà bì. Cầm tách trà bằng tay trái là không lịch sự. Và cái bộ quần áo, chiếc váy này giống như là một đứa trẻ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. What? Xong rồi đấy. Ông nội không ưa rồi đấy. Chinh chinh ta cũng là. Nhưng sen cũng vậy mà ông. Chả treo với ông à? Ông đang nói cháu mà cháu lại bảo sen, tức là ông không dạy được sen à? Chết dở nhờ. Nguy hiểm rồi. Nhưng mà để xem thằng sen nó nói gì nhá. Sen nói gì đây? Thôi ông, đừng làm vậy. Ta đã nói với con, người phụ nữ này không có hợp con đâu. Tướng mạo không có hợp nhau. Ok. Sen, vậy là sao? Ông nói vậy là sao? Ui rồi, tôi tạm dịch thế thì tôi chẳng biết Thông thông, là tôi không có. Giao đang nói gì. Tong tong, Giao, anh không biết nữa. Thôi, tôi đi ngủ đây. Ok, tong tong đòi đi ngủ rồi. Giao bỏ ra ngoài rồi mọi người ạ. Ok, ui, đóng cửa luôn. Là sao? Con thấy chưa? Người phụ nữ này không thích hợp với con đâu. Ông ơi, những điều ông nói thực sự hơi quá đáng. Bọn con là gọi là sao nhỉ? Thế hệ trẻ và những cái hủ tục phong kiến đấy thì nó không còn phù hợp ở thời đại hiện nay nữa. Ta không nói nữa. Rồi con sẽ thấy cuộc sống hôn nhân người phụ nữ này sẽ không quan tâm gì đến con đâu. Vậy đi. Trời ơi đất ơi, giật tào lao quá. Ông nội đã đóng cửa mạnh và quay trở vào nhà rồi. Còn mình thì đứng đây thở dài, làm sao mà để có thể làm hài lòng cả ông với cả người yêu đây. Trời ơi đất ơi, dung hòa mọi thứ thật khó khăn. Bây giờ thì mình cần phải đi ra ngoài và an ủi Giao tong tong đã. Nhưng mà bằng cách nào? Nghĩ cách an ủi người yêu mọi người ạ. Chương 1, 9 giờ tối, không biết chương 1 nó viết cái gì nữa. Xem ở đây có cái gì nào. Đây, chúng ta phải kiếm cách thoát khỏi ra ngoài. Cánh cửa thì bị khóa ngoài rồi. Cánh cửa này thì không được này. Cái tờ lịch thì có số 3, số 12 và số 29. Được khoanh tròn 3 màu đỏ, xanh và đen. Ok, tạm nhớ thế nhá. Chỗ này có một cái bát hương, tàn hương đây, tàn nhang. Để làm gì không biết nữa. Còn cái gì nữa không? Đây chúng ta có một cái tủ bị khóa, một cái ngăn kéo nhưng mà không có gì bên trong. Cái tủ bên này xem nào. À, cái gì đây? Một cái tủ, ok, một cái tủ cũ thôi. Ui, một con búp bê. Một con búp bê. Chỗ này có một con ốc này. Bây giờ phải nghĩ cách tháo được con ốc này ra. Bên trong có cái gì? Bên trong búp bê có cái gì? Ổ khóa đây. À, mọi người nhìn đây, nó có cái viền xanh này, viền đỏ, viền đen này. Chúng ta qua đây. À, số 3 là viền đỏ này. Số 12 là viền viền xanh này. Số 29 là viền đen. Ok. Số 3 là viền đỏ. Số 29 là viền đen. Số 12 là viền xanh. Được rồi. Mình lấy được một cái bát, một cái chén. Cái bát cái chén này làm sao tháo được cái này ra không? Không mà. Rồi sao? À đây. Múc cái này mọi người ạ. Múc cái tàn hương. Sẽ lấy được cái gì đây?
Chúng ta có một cái bát tàn nhang, tàn hương. À, có cái để cậy cửa rồi. Cái này để cậy cửa. Ngon. Ơ, thế nó có vặn được luôn con búp bê không? Ơ, nhưng nó biến mất rồi. Tôi đang định thử xem dùng cái gỗ, cái thìa gỗ đây có vặn được búp bê không mà nó biến mất rồi. Đây là cái cánh cửa mà đi ra ngoài đây nhưng mà bị khóa rồi. Bị buộc bằng dây thép. Gần đây ở trong thôn có trộm sao mà ông phải khóa cửa chắc chắn như thế này. Ok. Đây là cái nhà kho. Cái dây điện bật nhà kho thì nó ở cao quá. Phải kiếm cái gì có thể kéo được hả? Phải bật được cái điện lên thì chúng ta mới có thể nhìn được mọi thứ. Đây. Chắc căn phòng này là căn phòng mà Tong Tong Jiao chúng ta đang nằm ngủ. Cô ấy đang thực sự tức giận và đã khóa cửa đi ngủ rồi. Bây giờ thì mình phải làm gì đây để có thể dỗ dành cô ấy? Ok. Chúng ta có một cái bàn trà ở đây. Tôi sẽ uống trà thử nhỉ. Ơ nhưng mà trà đâu? Ở đây có một cái siêu. À, nào cho tàn nhang vào. What? Uống trà tàn nhang à? Lấy được cái siêu rồi. À, chúng ta có cái gì đây? Một cái bàn cờ. Bây giờ phải nghĩ cách để di chuyển các con chữ này cho đúng màu à? À, bây giờ phải tìm thêm manh mối mọi người. À, rót trà, rót trà, rót trà. Ồ, hiện màu chữ ấy rồi. Chương 1 nên là hình như nó chưa đánh đố lắm. À, tôi sẽ nhớ từng chữ một nhá. Đầu tiên chúng ta có màu xanh lá cây là cái chữ cong. Xanh lá cây là chữ cong. Chữ cong đâu đây? Xanh lá cây đây. Mình sẽ giấu cái này xuống đây. Ok. Tiếp đến chúng ta có màu xanh da trời là chữ cong sang trái và hai vẩy vẩy hai bên. Cong sang trái đây. Đây là xanh da trời. À, mình sẽ giấu cái này tạm vào đây. Đẩy xanh da trời lên. Ok. Tiếp đến chúng ta có màu đỏ là hai cái gạch xuống và cắt ngang chữ gì. Cái gạch xuống và cắt ngang chữ gì đây. Màu đỏ. Đây tôi sẽ giấu cái này lên đây. Kéo sang đây. Ok. Tiếp đến là màu vàng sọc thẳng như kiểu con xe á. Sọc thẳng giống con xe. Đây màu vàng của chúng ta đây. Ok. Tiếp đến là màu cam là một ký tự, nhiều ký tự loằng ngoằng. Màu cam thì chúng ta có ký tự loằng ngoằng. Ấy đúng luôn rồi này, đặt cái này vào đây là xong. Ok. Lấy được chìa khóa đây. Chìa khóa này thì mở cửa đúng không? Không mở được rồi, không phải chìa khóa của căn phòng mà Giao đang ngủ rồi. Vậy thì là phòng nào đây? Ông nội bảo gì đấy? Có phải sen không? Tại sao muộn rồi mà con còn lục lọi cái gì vậy? Con đang cố tìm một vật thôi ông ơi. Ok. Về phòng đi ngủ đi. Gần đây trong thôn có nhiều chuyện. Về phòng ngủ mau. Ông nội thì luôn rất là mê tín. Và từ nhỏ tôi đã sống với ông và nghe những câu chuyện này. Nhưng mỗi lần mà nghe lại tôi vẫn cảm thấy sợ. Ok, được rồi. Thầy nói nhiều quá. Ông ơi, mở cửa con vào phòng ông phát nhở. Không phải chìa khóa phòng ông rồi. Ngăn kéo. Nào, mở cái ngăn kéo này ra. À, lấy được cái kềm đây. Chúng ta ra cắt cái dây. Ờ, nhưng mà trộm vào thì sao? Cái thằng này phá hoại nhở. Ông vặn mãi mới được, bây giờ trộm nó vào sao đây? Mình đi ra ngoài đây. Ra ngoài xem nào. Ui, cái gì đây? Ui, dường như có ai đó ở phía trước đang di chuyển nào. Có một cái hình người rơm này. Thì ra đó chỉ là một cái hình bù nhìn thôi. Ok. Chúng ta thở phào nhẹ nhõm khi biết đây là một cái hình bù nhìn. Cái chữ gì đây? Đừng làm hỏng cây cối à? Một cái cảnh báo. Đừng làm hỏng cái gì cây cối. Mạ núa gì mọi người. Ui, có cái chặt gì đây? Ghê rợn vậy. Con dao này. Nhìn mấy cái này, máy chém này nhìn gớm vậy. Đây là cái hình nhân. Ui, gì vậy? Có phải mặt bù nhìn vừa di chuyển không? Làm mình thấy sợ quá. Chắc là do gió thổi thôi. Ok, thần hồn nát thần tính rồi. Chúng ta lấy được cái dây này để làm gì đây? Không hiểu lấy cái dây này để làm gì. Mình lấy cái sợi dây này á thì mấy cái bó rơm nó bị xé ra ấy.
Ông sẽ cảm thấy khó chịu khi mà thấy cảnh này vào sáng sáng mai à? Bây giờ thì mình phải nghĩ cách sửa con bù nhìn này. Sửa kiểu gì? Ui, đây 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 đây, cái kiệu hoa này, đám cưới giấy này. Nửa đêm rồi, tại sao này lại lại có một cái cảnh rước dâu như thế này? Điều này thực sự là kỳ lạ ấy nhở? Sợ vãi chưởng luôn. Đây là ô tô của mình đây. Bây giờ thì mình phải nghĩ cách sửa cái con bù nhìn này, không là bị ông chửi. Mình sẽ dùng cái dây để buộc mấy cái cọng rơm. Cái gì đây? Chúng ta cần nhiều hơn một sợi dây hả? À thế mình sẽ cắt ra. Cắt ra nhá. Nào. Đây, sau đấy thì chúng ta sẽ làm rơm ở đằng này. Đây, cánh tay rồi. Sửa lại, không là sẽ bị ăn chửi, bị ông chửi á. Rồi xong. Ui. Cái gì vừa rơi xuống vậy là sao? Thật là khó hiểu. Làm gì có cơn gió nào đâu, tại sao lại như vậy? Ok, chúng ta lấy được một cái kéo ở đây. Đây rồi. Bây giờ thì mọi người nhớ lại, trong cái nhà kho này chúng ta sẽ bật cái đèn. Let's go. Ui. Cái gì vậy trời? Ai vậy? Ai ở cửa sổ vậy? Không biết là ai nữa, ngay cả một tên trộm thì cũng không thể leo cao như vậy được. Cao cái gì cái nhà kho thấp tè tè này ông ơi. Chúng ta có một cái cuốn băng check 13 ở đây. Đây là cái gì đây? Một cái đài. À, bây giờ phải nghĩ cách cuộn cái cuốn băng này lại mọi người ạ. Nó bị lòe ra ngoài á. Đây, có cây bút chì ấy rồi. What? Trời ơi. Phải bấm nút sao cho nó đúng á. Chúng ta cuộn cuốn băng trước đi. Tôi có cây bút chì ở đây. Cuộn cuốn băng lại đã. Xong rồi. Ngày trước nghe băng đài là mọi người cũng biết mà, dùng cái bút đó để cuộn băng á. Lấy được cái cuốn băng ở đây. Nhét vào đây à. Phải bật ra đấy chứ. Bật ra, nhét vào. Đóng lại, nhưng mà cần pin. Cần pin. Có một cái miếu nhỏ, cái gì đây? Lắp hình con chim à? À cái này dễ này. Nó chỉ là lật thôi. Nó không phải là cái hình gì quá khó ghép đâu. Ok. Let's move. Đây. Đây, ok, lấy được cái gì? Cái gì đây? Chúng ta lấy được một cái đinh đồng. Ai, các bạn nhớ đến cái con búp bê á. Ui, vào trong nhà này có chuyện gì đây? Chúng ta nghe thấy cái giọng nói gì á. Ủa, nửa đêm này có ai tới thăm á? Ông nội bảo rằng là con đã ngủ trưa, tới chào một cái bà già nào á. Một cái bà già mà chúng ta phải gọi là bà cố. Bà cố tới chơi à? Là sao đây, một cái bà già đỡ đẻ trừ ma. Ủa sao ông nội lại gọi một cái bà già tới đỡ đẻ trừ ma là sao? Bà ấy đang nói cái gì mà ma không tới được. Nói chung là toàn cái ngôn từ ngày xưa, không hiểu lắm. Có lẽ là ngày 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 xưa mà mình sinh ra là bà này bà đỡ đẻ mình. Sen, một chàng trai đẹp trai. Ok, cảm ơn bà. Chào bà, cháu chào bà. Nào Sen, đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục nói về điều đó hay sao? Ok ông nội. Bất chợt thì có một cái bóng người đã vụt qua rồi. Ok, nào. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra? Sao hôm nay mình toàn gặp những điều quái quỷ vậy? Nó lại ở đây sao? Trong thôn đang có nhiều chuyện kỳ lạ. Nói chung là cái gì mà điều ô uế ạ. Trong thôn đang có nhiều điều kỳ lạ xung quanh cái con sông. Tạm hiểu vậy. Thượng nguồn nước có nhiều điều kỳ lạ. Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Con không muốn nghe thêm gì nữa đâu. Thật đáng sợ. Nếu mà Tong Tong, Giao có ở đây thì cô ấy sẽ rất là quan tâm đó. Thích thú. Trời ơi. Nào chúng ta quay trở lại con búp bê. Vặn ra. Ui. Lấy được hai cục pin đây. À, cái gì vậy? Là sao? Tháo pin ra mà nó lại kêu. Còn lắp pin vào thì lại không kêu là sao? Đây là con búp bê mà con đã chơi hồi nhỏ. Đi ngủ đi và đừng gây tiếng động nữa. Ok. Không ông ơi, con búp bê này thật kỳ lạ. Con tháo pin ra mà sao nó vẫn kêu? Là sao hả ông? Tại sao con búp bê lại kêu khi mà ta tháo pin ra? Ok. Rồi chúng ta quay trở lại cái đài đây.
Mình sẽ lắp pin vào cái đài để xem nó nói cái gì. Nào chạy thử. Ui dồi ôi, tiếng tàu các bạn ơi. Chân chân chi chủ ý trung thử ái. Chiên trực ý trung sĩ trung thử ái. Đây nó chính là cái mật khẩu bên này này. Nhưng mà làm sao để tôi có thể hiểu đây. Đây. Chụp ảnh thôi, cách duy nhất là chụp ảnh lại thôi. Chụp ảnh cái dòng chữ lại. Chạy lại nhá. Đây, chiên chữ y dù gì sung sự ái. Ôi ôi, là sao? Ok, giờ sẽ sang bên này và so sánh mấy con chữ. Đầu tiên sẽ là... Đâu rồi, từ từ. Đây, một cái dấu trên. Đây, đầu tiên là đây. Tiếp theo sẽ là một cái dấu trên phẩy. Đây. Tiếp theo sẽ là một cái chữ to bát đại hình vuông. To bát đại vuông đây. Tiếp theo sẽ là một cái chữ mà sọc xuống gạch chân ngang là cái chữ nào? Sọc xuống mà gạch chân ngang. Đâu ta? Úi dồi ôi. Đây 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 đây. Tiếp theo sẽ là một cái chữ số 7 đây. Tiếp theo sẽ là một hình tốt gạch chân ngang tiếp. Đây. Quay trở lại với chữ số 7. Và cuối cùng là hình cây mạ các bạn ạ. Tạm gọi là hình cây cỏ đi. Đây. Ok đúng rồi. Lấy được chìa khóa đây. À, đây có thể là cửa. Chìa khóa cửa. Chắc là cửa của phòng của Tong Tong á. Phòng của Giao á. Mình sẽ vào phòng của Giao. Chúng ta đi dỗ gái nào. Tại sao anh vào đây? Tôi sẽ giết anh. Trời ơi. Gái giận. Tại sao đêm rồi mà lại có người ở phòng khách? Ông nội thì đang rất tức giận. À, nói cái gì? Đang rất tức giận và nói cái gì ạ? Cô gái này là một điều không tốt, không phù hợp ở cái thôn này à? Ok. Ông nội vẫn đang rất là định kiến với cô gái. Tại sao ông lại nói cô ta như vậy? Cô ấy cũng là một cô gái bình thường mà. Ok. Bà lão thì đang bênh. Tôi chỉ cần trừ khử cô ấy à? Tức là ông nội đang mời cái bà này tới để mà đuổi cô ấy ra khỏi nhà ấy, dùng các cái mê tín ngày xưa ấy. Một người dân trong thôn đã dùng một cái chậu nước bẩn đổ vào quần áo của Giao. Sen đã định ngăn lại nhưng mà không kịp. Ok. Chuyện gì vậy? Cái gì thế này? Bẩn hết người tôi rồi. Người trong thôn này có vấn đề, bị tâm thần hết rồi. Tôi sẽ trở về nhà ngay lập tức. Giao đang đòi trở về nhà ngay lập tức. Ông nội, tại sao người trong thôn lại có thể quá đáng như vậy? Mọi chuyện đang đi quá xa rồi đấy. Không đâu, vấn đề chính là ở cô gái này. Ok. Nói chung là muốn đuổi cô ấy đi ạ. Nhưng Tong Tong, Giao có lỗi gì cơ chứ? Sen, nhanh lên, tôi muốn về nhà. Đến nước này thì con không thể ở đây được nữa. Con sẽ đưa cô ấy về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Sao lại có từ yêu quái ở đây nhỉ? Đây là số điện thoại của bà. Nếu có bất cứ cái chuyện gì mà tâm linh mà kỳ lạ thì hãy gọi điện cho bà Sen. Sen đã đồng ý lấy số điện thoại của bà rồi. Nào xong. Bà thật là hợp thời đại đấy. Biết sử dụng cả điện thoại thông minh. Ôi ông ơi là ông. Sao còn chưa đi nữa? Nhanh lên Sen. Trời ơi Giao. Giao tức giận lắm rồi. Sen định nói điều gì đó với ông nội. Nhưng mà anh đã quyết định là không nói và đi thẳng. Đi thẳng về phía bạn gái rồi. Đây, chúng ta đang trên con đường đầu game đây. Trên đường trở về thành phố. Ông nội rất kỳ lạ. Và gia đình của anh, bố anh thì cũng không nói chuyện nhiều với ông. Lâu rồi không liên lạc. Ok, chúng ta đang cố gắng giải thích để Giao hiểu. Người trong thôn thì rất là mê tín. Anh đưa bức ảnh của em cho họ xem và nói rằng là không phù hợp. Tại sao anh còn đưa tôi tới nơi kỳ quái này? Có phải anh đã cố tình làm vậy không? Để tôi nhận một cái chậu nước bẩn vào người. Trời ơi. Không phải mà, Tong Tong, anh không cố tình làm vậy. Anh chỉ muốn giới thiệu em với gia đình thôi. Đồ của tôi bẩn hết rồi, làm sao mà giặt sạch được đây?
Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, anh xin lỗi mà. Đó là ông nội của anh. Anh thật ngốc á. Nhưng mà Tong Tong, anh thực sự không biết mà. Rồi xong. Đây, quay lại cảnh đầu game gặp cái... Đây, bị kẹt xe đây, cảnh đầu game. Đoạn này thì mình dịch rồi. Bấm cho nhanh đi. Đây, tiếp đến là bạn gái của mình thì bị một cái cô dâu ma bắt đây. Áo cưới giấy bắt. Gì vậy? Trời ơi, một con sông kỳ lạ ở thượng nguồn. Tong Tong, em sao vậy? Không, hình như là mình cũng nhảy xuống sông luôn rồi. Má ơi, sao cái cảnh này nó kinh dị thế này? Một đám cưới ma. Ui, hết chương 1 rồi mọi người ơi. Chúng ta và người yêu của chúng ta dường như đã bị rơi xuống sông rồi. Không biết chương 2 sẽ thế nào đây. Cũng khá là hay chứ. Áo cưới giấy phần 3. Mọi người muốn tải thì mình có để link ở dưới video nhá. Có để link luôn cả cái phần đăng nhập bằng tiếng Trung với chứng minh thư này kia lọ chai. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo. Bye bye.